Chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn mang thai rất quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi. Bên cạnh việc duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, mẹ bầu cần được bổ sung thêm khoảng 300 calo mỗi ngày để đảm bảo thai kỳ khỏe mạnh. Vì thế, các chị em cần chú trọng đến những thức uống dinh dưỡng tăng cường năng lượng cho cơ thể. Hãy cùng tham khảo ngay 5 thức uống sau nhé! 1. Nước lọc. Nước lọc không chỉ giúp giải quyết các triệu chứng thai kỳ khó chịu như đau đầu, buồn nôn, chuột rút, mà còn là giải pháp giúp phòng ngừa tình trạng nhiễm trùng đường tiểu xảy ra khá phổ biến trong thai kỳ. Theo các chuyên gia, nếu uống nước đầy đủ, nước tiểu sẽ loãng hơn và giảm nguy cơ viêm nhiễm. Mẹ bầu có thể thoải mái uống từ 2 đến 3 lít nước lọc mỗi ngày bởi nó hoàn toàn không chứa đường, năng lượng hay bất kỳ hợp chất đáng lo ngại nào khác. 2. Nước cam. Quả cam vốn nổi tiếng là loại trái cây có hàm lượng calo thấp nhưng lại sở hữu nguồn dinh dưỡng dồi dào nên nước cam cũng là thức uống dinh dưỡng rất tốt cho thai phụ. Không những mang lại nguồn năng lượng dồi dào, nước cam tươi còn bổ sung nhiều vitamin C, cải thiện sức đề kháng cho cơ thể. Dưỡng chất này còn hỗ trợ hấp thụ chất sắt hiệu quả và giảm triệu chứng buồn nôn trong thai kỳ. Bên cạnh vitamin C thì cam cũng rất giàu kali, giúp điều hòa huyết áp trong cơ thể. Thay vì chọn mua nước ép đóng hộp có nhiều chất bảo quản, các mẹ hãy thử tự ép cho mình một cốc nước cam tại nhà nhé. 3. Sữa tiệt trùng. Mẹ bầu nên duy trì thói quen uống sữa mỗi ngày, bởi lẽ loại thức uống dinh dưỡng này giúp cung cấp hàm lượng cao vitamin D và canxi rất cần thiết cho sự phát triển của thai nhi. Bên cạnh đó, sữa còn cung cấp không ít protein, thành phần này tham gia vào hoạt động của các enzyme tiêu hóa, giúp cho cơ thể sử dụng calo tạo ra năng lượng một cách hiệu quả. Trong trường hợp mẹ bầu gặp phải tình trạng thừa cân béo phì hay lo lắng về chứng đái tháo đường thai kỳ, lời khuyên là bạn nên chọn dùng sữa tiệt trùng không đường hoặc tách béo để đảm bảo an toàn nhé. 4. Nước dừa. Thức uống dinh dưỡng này là nguồn dồi dào các khoáng chất như kali, canxi, magie, bổ sung điện giải và duy trì năng lượng trong cơ thể. Tuy nhiên, không nên sử dụng nước dừa như thức uống thay thế nước lọc, càng không nên dùng vào buổi tối vì nước dừa có tác dụng lợi tiểu, khiến mẹ bầu phải đi vệ sinh nhiều, cản trở giấc ngủ. Nước dừa có tính hàn nên cũng không dùng những khi bà bầu đang cảm thấy mệt mỏi hay đói bụng. Trong tam cá nguyệt đầu tiên, trước khi uống nước dừa, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo an toàn. 5. Trà thảo mộc. Các loại trà nhiều caffeine hoặc đường mặc dù không phải là lựa chọn tốt cho sức khỏe, nhưng hiện có rất nhiều loại trà thảo mộc với hương vị thơm ngon hợp với mẹ bầu. Hơn nữa, đây còn là thức uống dinh dưỡng để bạn khởi đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bạn có thể sử dụng trà lá mâm xôi, bạc hà hay trà hoa nhài, hoa cúc. Tất cả chúng đều mang lại cảm giác thư giãn, tăng cường hệ miễn dịch và giảm triệu chứng ốm nghén. Hy vọng với những chia sẻ trên, các mẹ đã có thêm lựa chọn thức uống dinh dưỡng để bổ sung vào thực đơn mỗi ngày của mình. Chúc các mẹ có một thai kỳ mạnh khỏe.